Và điều hòa hỏng anh em ạ. Điều hòa hỏng. Nhưng mà mình xí cái phòng bên phòng có điều hòa thì người ta không cho. Tất nhiên là không cho thôi, là tôi. X-Watch xịt khử khuẩn ion kiềm công nghệ Nhật Bản. Điều đó không cho. Và những bước giờ đầu tiên đây là Min Hoan trong tay của Hồng Anh. Và đây máy của game thủ chim sẻ cầm cho Son. Quân chúng ta xấu hơn rất nhiều, nhưng hãy cùng chờ đợi xem là xem các game thủ của bên phía team Liên Quân Ego sẽ vượt khó như thế nào. Nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa dành cho các game thủ của bên phía team Liên Quân VX đấy. Vâng, thiên thời đó chính là điều hòa hỏng. Vâng, con người thì là ngang nhau. Vâng, địa lợi đó chính là quân đẹp hơn. Nhưng mọi, nếu như chúng ta có thể thắng được trong trận đấu này thì có thể nói rằng là vượt qua đi mọi khó khăn. Đây là máy của game thủ U98. Bài đấu cầm cho Son. Sẻ cũng cầm cho Son thôi. Hào cầm hit đi. Vâng, Hồng Anh là người được cầm Minoa. Vâng, có lẽ là cứ xem sẻ ở thời điểm đầu tiên vậy. Vâng, và nồi chiên không dầu Davido có inverter là một sự lựa chọn hoàn hảo khi chiên thức ăn không dùng đến dầu. Và còn giúp loại bỏ đến 80% lượng mỡ có sẵn trong thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của cả gia đình bạn. Hơn nữa lại giúp tiết kiệm đến 50% điện năng. Và tôi mới được Davido dạy cách nấu ăn vô cùng đơn giản anh em ạ. Kéo nắp nồi chiên Davido ra khỏi khoang, đặt thực phẩm cần chiên rán vào nồi rồi đi xem chế lúc nào thì ăn. Chế lúc nào ăn thì lấy ra, đơn giản đúng không anh em? Vâng, so với những sản phẩm truyền thống như gạch men hay sàn gỗ trong thi công ốp lát sàn thì sàn SBC V-Floor là một trong những vật liệu thay thế được yêu thích nhất. Equas dành cho bếp, sử dụng mọi lúc mọi nơi, an toàn cho mọi nhà, mọi đối tượng, đặc biệt là người già và trẻ em, chống rỉ sét, bào mòn và oxy hóa các thiết bị nhà bếp. Vâng, bài 98 nhìn có vẻ là được nhá. Bài sẻ đã có hiệu 4 đưa về. Bài 98 nhìn có vẻ, nhìn qua có vẻ là được trong trận đấu này. Tôi đang thấy máy quả phụ thì U98 có bầy hiệu có quả. Bài 98 này là bài đấu tạm tạm dành cho 98. Bài sẻ thì bài sẻ là nếu như không đủ đồ ăn ở giữa hai nhà thì rất dễ sẻ toang, rất dễ sẻ không thi đấu luôn. Cái vị trí của sẻ là một vị trí cực kỳ khó chịu bởi vì nó gần, rất gần ba nhà đồng đội. Vâng, nếu như ở giữa mà không có đồ ăn thì sẻ sẽ phải đi ra giữa bản đồ để có thể ăn lên đời trong trận đấu này. Mới đang nhìn thấy một bầy hiệu mà thôi. Vâng, hai quả phụ như vậy là có hai quả phụ giữa hai nhà. Cái bài đồ ăn về cơ bản là cũng tạm tạm, nhưng Hồng Anh sẽ là người cần phải. Vâng, có bãi quả phụ giữa nhà của sẻ và nhà của Hồng Anh. Có lẽ là Hồng Anh vẫn sẽ ăn bãi quả này nếu như thiếu. Còn chim sẻ nắng sẽ ăn bãi quả phụ ở sát mép tường. Không biết Hồng Anh có bãi quả phụ nó khác chưa. 22-24. Thế vâng, đây rồi, như vậy đây là bãi quả phụ dành cho game thủ của anh, thế thì cũng là ổn ổn, cũng là ổn ổn. Vâng, còn cuối cùng là bàn máy của game thủ Mạnh Hào. Như vậy là Mạnh Hào là người phải không, Mạnh Hào cũng có quả phụ rồi, thế thì bài đấu cũng tạm tạm, mặc dù bãi quả đầu của Mạnh Hào thì hơi xấu, không đồ đồ về. Vâng, 23-18 là tham lai tới từ game thủ Mạnh Hào ở thời hiện tại. Sẻ chắc chắn dâng rồi, sẻ chắc chắn dâng, không khác được. Vâng, khá muộn màng trong trận đấu này tới từ Mạnh Hào. 25 dân, 98 kích đợi 87, như vậy là cũng không sớm lắm. Vâng, quân thì rất tịt em ạ. Cứ bình luận fake đi vợ ơi. Thực ra là với cái quân này thì rất khó để có thể. Vâng, với quân này thì rất khó để có thể rất khó để có thể giành được chiến thắng dành cho chúng ta, bởi vì đội bạn là hai xiềng. Muốn thắng được trong trận đấu này thì chỉ có một cách, đó là Min Hoan của Hồng Anh phải khỏe, và sau đó thì làm sao đấy để kê được cho game thủ Mạnh Hào bật 4 trong trận đấu này thì chúng ta mới có cửa. Mặc dù kể cả đánh đời 4 thì đội bạn vẫn cảm giác là nhỉnh hơn khi đội bạn có Summer, có Thần và có hai đạp đôi. Và đó chính là hai đạp đôi của xem được, như là 3-4 đạp đôi luôn. 4 đạp đôi, nhưng mà nếu như có một Summer đánh Hot Thần thì sẽ còn lại 3 đạp đôi. Đánh đời 4 chúng ta vẫn cửa dưới. Nhưng nếu như vâng, Hồng Anh một bài siêu khỏe bơm đồ cho Mạnh Hào lên thẳng Hot Thần để lưu bản đồ thì có lẽ rằng sẽ có cửa trong trận này. Sẻ dở, vâng, như vậy là sẻ đánh tại nhà. Chúng ta cùng chờ đợi. Và tôi tưởng là sẻ đi dâng, nhưng mà sẻ đánh tại nhà như thế này thì cũng chưa thể đánh như nào thì thắng được nhỉ. 14-5 Hồng Anh, 27 dân. Đánh cái gì đây?
Vâng, 11-03. Hào đánh gì? Vâng, như vậy là cái gì đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng. Chiến thuật của chúng ta, các bạn thấy chiến thuật của ba game thủ của phía chúng ta ở trong trận đấu này là tương đối dị nhân. Tức là không ai bán máu cho game thủ Mạnh Hào cả. Không ai bán máu cho Mạnh Hào cả. Sẻ cũng đánh tại nhà trong trận này. Hồng cũng đánh tại nhà trong trận này. Và Mạnh Hào cũng là người đánh tại nhà trong trận đấu này luôn. Không ai bán máu. Và đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta nhường hết bản đồ cho game thủ bên phía đối bạn. U98 đi. Xem U98 đi trong trận đấu này. Như vậy là 98 đối đầu với game thủ phía lớp cầm xe. Cho Son đối đầu với xe. Vâng, cho Son đối đầu với Seng thì công việc của U98 trong trận đấu này đó không phải là chém chết với game thủ Vlog, mà công việc đó là giữ mạng. À! Vâng, không được rồi. Mất 4 dân dành cho U98. Vâng, và như vậy là Mạnh Hào đã là người quyết định đi sai. Quần khó quá. X-Watch, xịt khử khuẩn ion kìm, công nghệ Nhật Bản. Thậm chí rằng là chúng ta có con Maxi cũng cần thôi anh ạ, bởi vì đội bạn có Per cũng là một loại quân đột biến, còn chúng ta thì có Maxi cũng là một loại quân có thể tạo nên được sự đột biến. Nhưng sự khác biệt, vâng, sự đột biến tới từ Maxi và Per là khác nhau. Per thì nó đột biến theo kiểu nghĩa đen, đó là đột biến theo kiểu vâng phũ phàng con đại bàng và chém chết đội bạn, các game thủ đối phương ở trong một nốt nhạc. Còn Maxi thì lại là đột biến theo kiểu có y trên đồng 3, một đơn vị quân rất khó chịu dành cho các game thủ bên phía đội bạn. Và nếu như để có thể chống được y trên đồng 3 thì bắt buộc rằng một trong các game thủ của bên phía đội bạn phải lên được Kuma hay áo. Một đơn vị quân thủ nhà thì dễ nhưng mà tù trong việc tấn công. Và đây là Xiang trong tay của game thủ chim sẻ. Còn đây là Hồng Anh người cầm Roman. Chúng ta có Mạnh Hào là người cầm Roman ở phía đầu cánh. Và cuối cùng là U98 là người được cầm Maxi. Vâng, nếu bật kỷ niệm bình luận viên 500k nhé. Cảm ơn anh Hùng chốt hạ nhá. Vâng, hello tất cả anh em nhá. Mọi người xem mình nhớ đừng quên like, share. Nhiều hơn nữa để có thể ủng hộ cho game thủ chim sẻ được không ạ? Hello tất cả anh em nhá. Quân này cân rồi, cố lên. Vâng, 11-12. Ô, bài Maxi của game thủ U98 nhìn có vẻ là ok. Ở trong trận đấu trước cũng là một trận đấu mà chỉ có một mình U98 bài ok, còn đâu là toàn bài toa. Hồng Anh, một game thủ, vâng, một game thủ được đánh giá có lối đánh ép đời phũ phàng, đặc biệt là lối đánh ít dân của Hồng Anh. Nhưng ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng bài quá xấu, Hồng Anh toàn kích 11 thôi. Vâng, anh em có thể thấy, vâng, khi mà Hồng Anh vào trong team Sparta thì các bạn có thể thấy rằng là cũng nhiều bài xấu. Vâng, Hồng Anh là một trong những game thủ được đánh giá cao ở đội khả năng Ender thì cũng chịu thôi. Các bạn thấy đấy, Hồng Anh kích 11 trong buổi giao hữu ngày hôm nay rất nhiều. 15-16, đây là Roman tới được Hồng Anh. Và trong trận đấu này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với màn hình máy của em để xem cái khả năng Ender của Hồng Anh nó như thế nào. Các bạn thấy không đồ lùi về. Vâng, không đồ lùi về tới được Hồng Anh trong trận này. Và thậm chí là tôi nhìn thấy là hình như vẫn còn chưa có cái gì cả. Vâng, vẫn còn chưa có cái gì ăn tới game thủ Hồng Anh trong trận đấu này cơ. Bắt hai dân đi dò cộng với một con xe dò vẫn chưa thấy cái gì. À đây. Và như vậy là có quả phụ dành cho Hồng Anh và cộng với đó là một bầy hiêu. Tàm tạ. Không đồ lùa về, chúng ta cùng xem là Hồng Anh sẽ đấu như nào. Bài này, bài Roman này thì phải đánh bét nhất là 26 dân. Các vị động viên anh em nay thắng chung cuộc về C, anh gửi cả team lẫn em 1 triệu. Anh em uống nước nhé, cảm ơn anh Nguyễn Tuấn nhá. Nói chung là những em nào muốn donate động viên thì anh em có thể inbox fanpage của em Kami Game TV. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, nhưng trước hết là chúng ta phải thắng đã. Mặc dù hiện tại thì chúng ta đã bị dẫn trước, nhưng trận này quân cân thôi. Vâng, map đấu thì Hồng Anh nhìn trông nó hơi, vâng, nó hơi nghèo một chút. Ở đây Mạnh Hào, à đây rồi. Vâng, 6-5-4 với 23 nông dân Roman. Được. Bài này được dành cho Mạnh Hào. Thế thì chúng ta đã cùng đến với Mạnh Hào. Nhưng mà trước hết thì hãy cùng đến với Sẻ một chút. Bài Sẻ cung chưa. Bài Sẻ khá nhiều rừng nhưng không có góc để có thể,
Vâng, khá nhiều rừng nhưng không có góc để có thể đánh cung để vào trong trận đấu này. Như vậy là sẽ cần phải đến những tình huống vâng chém tốt tới từ game thủ Mạnh Hào cũng như là những game thủ ở đầu cánh như Hồng Anh. Và 98 cũng sẽ là người phải dâng lên bàn bóng cho mình, game thủ chim sẻ đắng trong trận đấu này thôi. Vâng, bắt đầu dâng tới được U98 rồi. Quay trở lại với máy của Mạnh Hào, cố lên nào. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ Mạnh Hào thôi. Chúng ta hãy cùng đặt niềm tin vào Mạnh Hào trong trận đấu này. Vâng, sẻ đánh cung bây giờ các ông cũng muốn xem nữa. Xem kiểu gì? Anh em phải xem những nhà đánh chém trước chứ. Anh em đùa tôi đúng không? 23/24. Vâng, chúng ta phải xem những người đánh chém ở đầu cánh trước chứ. Bây giờ anh em muốn xem sẻ thôi, anh em muốn chửi thôi, anh em cứ chửi luôn đi cho nó nhanh. Bởi vì là nếu như mà tôi quay sẻ thì tôi cũng bị chửi thôi. Vâng, tôi quay Hào thì cũng bị chửi. Anh em cứ chửi tôi luôn đi cho nhanh. 24/24. Timeline tới được Mạnh Hào trong trận đấu này. Chúng ta cùng chờ xem là Mạnh Hào thi đấu như nào. Đây là một trận đấu mà Hào cũng biến. Vâng, gặp luôn xe của game thủ V-Lớp. Vâng, đánh cung luôn à. Khó chịu nhờ. Chúng ta cùng chờ đợi. Hào ơi, cố lên anh ơi. Vâng, cố lên anh ơi. Xúc luôn cung tê. Vâng, giết được con cung tê rồi anh ơi. Con ngựa gió đủ công giáp chưa? Đủ công giáp tới từ game thủ Mạnh Hào. Vâng, xúc 3 dân. Tươi. Vâng, xúc được 3 dân của game thủ V-Lớp rồi. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng Hào hoàn toàn có cơ hội để có thể ôm chân lực game thủ và ôm hẳn game thủ V-Lớp luôn. Ôm thẳng V-Lớp. Vâng, được nhận rất nhiều đồ tới những người đồng đội để có thể ôm bò một game thủ V-Lớp. Đó là 100 gỗ của game thủ chim sẻ và 100 gỗ tới được game thủ Hồng Anh. Tham lai đạt 23/24. Ôi mùm ruộng, sao lại vẽ ruộng. Vâng, 1A. Đủ rồi, được rồi. Chi luôn 1T. Có con ngựa giò của game thủ màu 6 Xuân Tứ Giang. Làm luôn 1P. Thủ lại nó chắc. Và con ngựa gió hơi ảo, sao lại... Vâng, một e nữa để kín bài gỗ dành cho game thủ Mạnh Hào trong trận đấu này. Vâng, V-Lớp đang từ một bài khung rộng thì đang thành một bài khung hẹp hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng cái khu vực từ góc 9 giờ đi lên góc 12 giờ thì game thủ V-Lớp đã bò bế kín hết chưa. Sẽ cần rất nhiều vâng gỗ để cho V-Lớp có thể bò bế kín hết nhà mình. Nhưng mà dường như là đã kín rồi, không được. Vâng, lạc đảo game thủ 16 đang đi chân lực vào nhà Mạnh Hào. Vâng, đó là Xuân Thứ người cầm Persian. Và một con Roman đang phải đối đầu với cả Per và cả Xe. Tương đối khó khăn dành cho Mạnh Hào trong trận đấu này. Hãy cố lên anh ơi. Hắn nổi cái e đi tươi nhá. Không được, trời ơi. Hèo ơi là hèo. Nhưng thôi không sao. Vâng, dù sao thì Roman cũng là một bài cố giữ chứ không phải là một bài có thể giết được hẳn. Xe Per khó lắm. Vâng, V-Lớp cũng không mất gì nhiều cả, mất mỗi 3 dân đầu tiên thôi, có tân cung đờ đầu. Nhưng V-Lớp, tân cung đờ đầu của V-Lớp chỉ là một con. Nhưng phải ăn được con cung đờ đầu này của V-Lớp nếu không họ sẽ bắn phù của mình. 16/36, Hào đã yếu dần rồi. Cũng khó trách Mạnh Hào bởi vì Hào đang phải cùng gánh với một Pơ và một Xe. Con Xe này cũng không quá khỏe. Chúng ta đến với Hồng Anh. Hồng Anh tham lai là 26/28/36 trong trận đấu này. Hồng Anh đang bị chém bởi game thủ Bì, người cầm Babylon. Vâng, đây là tân phu. Được. Vâng, thành công con lạc đà. Rồi. Vâng, tôi phải hét lên một tơn thì con lạc đà nó mới quay về với đội của Hồng Anh. Rồi, được rồi. Như vậy cánh bên này Hồng Anh đang cân được với game thủ Bì, người cầm Babylon. Có Siang Bơ, Siang đánh cung rồi. 98 đánh cái gì? Vâng, 98. Đây là tân, vâng, tân Dummy tới được game thủ 98. Cùng à, mới đang là hai áo tới từ game thủ màu. Bay vào. Mày lầy. Vâng, một tình huống lọt tới được game thủ 98 nhưng đang chỉ là một đi. Tân này thì lọt rồi. Tân này thì lọt rồi anh em ạ. Vâng, chia quân, chia y ra, chia y ra. Mỗi ông một việc. Tham lai là 34/36. Đây là tân Dummy tốt tới được game thủ 98. Và Quýt sẽ là người phải bay nhà ở trong tình huống này. Như vậy đội bạn sẽ chỉ có một mình game thủ V-Lớp là người chủ lực thôi. Nhưng trong trận đấu này thì V-Lớp phải bo nhỏ. Không phải là một bài bo rộng tới từ game thủ V-Lớp. Ở thời điểm đầu tiên lớp sẽ không khỏe. Vâng, trong khi đó thì U98 hoàn toàn có thể giải quyết luôn. Còn... Vâng, con Babylon này của game thủ Cam Quýt đánh cung ngà với cả chúng tôi.
Như vậy là chỉ còn một mình Velox thôi, và đây là máy của game thủ chim sẻ chủ lực của chúng ta. 54. Phút 18 là timeline. Vâng, phút 18 timeline 54/68 dành cho game thủ chim sẻ. Đây là một timeline rất ổn dành cho người cầm xiềng. Vâng, đây là lạc đà của game thủ Xuân Thứ, nhưng chim sẻ đã tụ được cung đờ rồi. Rất khó để cho một Xuân Thứ có thể một mình kiếp phù. Hào! Hào kìa! Hào đẩy phù lên nhưng không... Vâng, nhưng không điều phù. Timeline là 16. Hơi tiếc một chút. 16/32 để phá vẩy. Rất tốt tới được game thủ Mạnh Hào. Vâng, trận đấu này tôi đánh giá là nếu như mà tốt hơn nữa thì Hào hoàn toàn có thể ôm luôn được game thủ cầm xiềng. Nhưng thôi, thế cũng ổn rồi. Đang là những tình huống về e tốt và ăn được dân của game thủ Cam Quýt. Một game thủ cầm Babylon đánh cung A và đã phải vâng bỏ chạy bởi tình huống đâm in tốt của game thủ 98. 98 quay ngược lại đâm thẳng vào nhà người cầm xiềng anh. Đâu rồi? Đâu rồi? 98 đâu rồi? Vâng, 98 quay lại đâm in thẳng vào nhà của ông cầm xiềng, game thủ Velox ở đầu. Vâng, đầu cánh của game thủ Mạnh Hào là thắng luôn. Là xong luôn. Tại sao không đâm luôn nhở? Hồng Anh tham 41. Vâng, tham lại đang là tươi dành cho chúng ta. Không biết là Bi, à không nhiều Bi, vẫn đầu cánh bên này vẫn khỏe. Ừ, thế thì 98 luôn vào nhà của Bi cũng được anh bạn. Đâm luôn vào nhà của Bi trong trận đấu này cũng được. Vâng, 98 đâm luôn vào nhà 18 cũng được. Chúng ta cùng chờ đợi xem 98 đâm Bi. Chắc là chết thôi. Bi liệu rằng có thủ y không? Vâng, Bi liệu rằng có thủ y trong trận đấu này không? Tôi không nghĩ là Bi cũng lên cung A trong trận đấu này. Khó lắm. 34/52. Vâng, trận này tôi nghĩ rằng Velox kiểu gì cũng phải đánh cung A thôi. Trừ phi là Velox chơi quả hổ báo cáo trồn bật 4 thẳng. Thì vâng, thì Velox có thể thủ được nhà. Vâng, một vài con in đâm vào nhà Bi rồi. Còn đại quân chúng ta đã đông sang nhà Velox. Rất hợp lý dành cho U98 bởi vì Bi ở đầu cánh đánh lạc đà. Đâm như thế này là cũng đã đủ để có thể cầm chân được game thủ Bi rồi. 15 con y đang công thẳng lên 12 giờ đó nhà của game thủ Velox. Chúng ta cùng chờ đợi liệu rằng Velox có đủ cung A. Vâng, liệu rằng Velox có cung A để đỡ nhà không? Lớp nở ra không quá to. Lớp nở ra không quá to trong trận đấu này. Đây, máy của game thủ chim sẻ sẻ cũng đang bắt đầu đi quân. Hôm nay là 79/92. Trở lại với U98. Vâng, không hề có y. Xin lỗi anh em là không hề có cung A tới từ game thủ Velox trong trận này. Vâng, không hề có cung A tới từ game thủ Velox trong trận đấu này. Y đang đi hơi chậm so với quy định. Vâng, tân đâm y cũng đang khiến cho game thủ BB phải bay. Một trận thi đấu quá hiệu quả tới từ U98. Đây là một trận đấu tôi đánh giá cực kỳ hiệu quả dành cho game thủ U98. Một tân đâm y bay thẳng nhà của người cầm chủ lực của bạn. Đó là game thủ Cam Quýt cầm Babylon đánh cung A. Vâng, đâm bay nhà của game thủ BB. Và tích được một tân, vâng, một tân y bao gồm khoảng 20 con nguyên. Y trên đồng 3 công thẳng lên nhà của người cầm xe, không có cung A trong trận đấu này. Sẻ đang đứng ở trước cửa nhà của game thủ Velox đợi tơn ốp quân. Đây máy của game thủ Hồng Anh tham lai 33. Hồng Anh công việc của Hồng Anh chỉ là ăn và thủ mà thôi. Thường cố gắng giữ cánh. Còn đây máy Mạnh Hào tham lai 25. Đây một trận đấu Mạnh Hào thi đấu cũng không đến nỗi tệ. Mặc dù nếu như tốt hơn thì Hào có thể ôm vâng giải quyết được lên Velox, nhưng bị phơ chém ra ngoài. Không tệ dành cho Mạnh Hào với timeline 28/32 ở thời điểm phút 24 của trận đấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ để đợi tơn quân. Vâng, đóng nắp quan tài vào nhà của game thủ Velox. Lập đồ hổ tôi tơn này cái. Không có cung A. Có cung A của game thủ Cam Quýt. Có cung A. Nhưng đây sẽ là tơn rất khó đỡ dành cho game thủ của bên phía Team Liên Quê Vec. Bởi vì số lượng y của game thủ U98 là siêu đông. Một tơn xí thẳng tới từ game thủ U98. Có rất nhiều cung đờ của game thủ chim sẻ đang đứng ở phía đằng sau bắn chùa. Cung đờ của game thủ Velox đang bắt đầu phải lui lại. Sẻ bắt đầu dí màn hình máy của sẻ để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng sẻ đang thủ nhà. 87/112. Đây là tơn dí rất khó đỡ dành cho game thủ bên phía Team Liên Quân Vec. Quýt tỷ số là 1-1 trong xe 2. Vâng, 1-1 trong xe đấu thứ 2 dành cho các game thủ của bên phía Team Liên Quân Ego. Với sự tỏa sáng kịp thời của U98 và Mạnh Hảo, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu bản lề của xe đấu thứ 2 ngay sau đây. X-Watch xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Ở đây. Vâng, ở đây anh em nhá. Vâng, Sumerian ở đây. Máy của game thủ U98 những bước dò đầu tiên. Vâng, mặt máy của game thủ Mạnh Hào là người cầm xiềng đây rồi. Xiềng Mạnh Hào. Vâng, Hồng Anh cũng là người cầm xiềng. Vị trí và cuối cùng là Pamilan tới được game thủ chim sẻ. Ủa, ăn nhầm quả phụ, trời ơi, yêu nhầm mẹ vợ rồi em ơi. Yêu năm. À xin lỗi anh em là quả năm. Ăn cái bãi quả mà xa thế à rời. Vâng, quả phụ dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và như vậy thì nhân đây tôi cũng xin anh em 5 giây dành cho quảng cáo. Rapido hiện đang có rất nhiều sản phẩm từ quạt điều hòa, robot hút bụi cho đến bình nước nóng, phụ kiện bếp và nhiều sản phẩm gia dụng khác nữa.
rất tuyệt vời để cho anh em có thể lựa chọn. Với việc nắm giữ và phát triển cộng đồng đam mê LA với quy mô lên tới hơn 1 triệu người hâm mộ, Ego Media xin gửi lời mời hợp tác tới toàn thể các quý doanh nghiệp có mong muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình rộng rãi hơn đến cộng đồng trong thời gian sắp tới. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là cầu nối trực tiếp để hoàn thành sứ mệnh của các quý doanh nghiệp. Thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ tới Ego Media 097-388399 hoặc email ads@egomedia.vn. Vâng, sàn SBC VFloor với rất nhiều lợi vượt trội như không cong vênh, không mối mọt, không co ngót, chống nồm ẩm, ngâm nước thoải mái, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè là một sự lựa chọn hoàn hảo trong ngôi nhà của bạn. Iguaz hiện đang là sản phẩm tẩy rửa duy nhất tại Việt Nam nói không với hóa chất. Bên cạnh đó, với ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản nên rất an toàn cho cả làn da em bé. Vâng, quay trở lại với màn máy của game thủ chim sẻ, các bạn có thể thấy rằng dường như là một tên yêu nhầm nó đang mang lại rất nhiều may mắn dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, dường như là một tên yêu nhầm đang lại mang lại may mắn cho game thủ chim sẻ. Một bài đấu nhìn sơ sơ là có đếm sơ sơ có 4-5 voi nhưng sẻ trong trận đấu này, và cộng với bãi quả chính gồm có rất nhiều cây. Vâng, 6 hay 7 cây gì đó không để ý lắm. Vâng, cắt dần đông dần ở trong bãi quả phụ ra. Vâng, một bãi quả phụ 5 cây thôi, với pan thì ăn cực nhanh. May cho ông sẻ là tên, vâng, đây là một trận đấu bài pan giàu và có đồ ăn đồ về. Chứ trận này mà bài pan không có đồ về thì ông sẻ lại phế. Nhưng tôi không biết là có phải là may mắn hay không, nhưng mà thực sự sẻ rất đỏ trong những tình huống nhầm nhọt như này nhá. Vâng, vào tay tôi nhầm một cái là toang luôn anh em ạ. Vào tay tôi nhầm một cái là toang luôn. Ví dụ như mà tôi là người cầm pan mà ăn nhầm bãi quả phụ cái là oảng luôn, bởi vì không có đồ lô về, kiểu gì cũng chậm dần. Vâng, đây là con voi thứ 3. Vâng, với một bài đấu đẹp như thế này tôi nghĩ rằng sẽ thi đấu rất tốt rồi. Đẹp quá. Nhưng trận này mà là một trận đấu mà sẽ ăn đúng bài quả chính thì tôi nghĩ rằng sẽ sẽ còn lên đời sớm hơn. Kích đời. Vâng, 702 nếu chim sẻ đang với 19 dân. Đến với Hồng Anh, 23 dân đến với Hồng Anh trong trận đấu này. Hồng Anh 23 dân. 98. 24/28 để xem 98 đánh. Vâng, như vậy là cũng có đôi voi trận đấu này thì 98 lên đời sẽ có lẽ là không quá sớm. Không quá sớm so với cái hội kia thôi. Vâng, cái hội quái vật ép đời tôi chứ còn tôi nghĩ rằng 98 vẫn là một bài đấu kinh 10 không tệ lắm ở trong trận này. Và cuối cùng là Mạnh Hào, 25 dân. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy rằng cái lượng dân của chúng ta thi đấu trong trận đấu này đang là cực kỳ ít. Hồng Anh đánh cũng chỉ... À không, như vậy là Hồng Anh cộng dân. Tôi lại tưởng Hồng Anh, vâng, ép ít dân. Ờ, thế thì đúng rồi, thế thì đúng rồi. Hồng Anh 27 dân nên đánh thế này chuẩn rồi. Tôi tưởng là Hồng Anh đánh 23 dân thì ảo. Vâng, quay trở lại với máy của sẻ rồi. Xíu em. Vâng, nhìn sẻ nó lên đời sớm quá nên mình cứ tưởng là muộn rồi. Hóa ra không phải, các bạn đang sóc dân thế này Hồng Anh. Vâng, quay trở lại với máy của cái tổ chim sẻ để xem sẻ ép đời ở phút thứ bao nhiêu. Vâng, cùng xem nào. Nhà điều kiện đang được chuẩn bị được thiết kế. Vâng, BL, BM thiết kế mới gấp rút và chúng ta cùng chờ đợi một bài đấu kích rơi tầm khoảng độ 92, vâng, 92/94 với 19 nông dân pan, và chúng ta cùng chờ đợi xem là chim sẻ thi đấu trận đấu này như thế nào. Như vậy là không phải Seng, không phải bất kỳ một Seng nào, không phải là Sumerian, không phải là Roman, không phải Yamato, mà pan mới là đơn vị quân lên đời sớm nhất bản đồ. Bắt đầu kích chờ đợi 92/3 dành cho game thủ chim sẻ. Ông người gió bắt đầu di chuyển, hãy cùng chờ đợi xem là sẻ sẽ chọc gió như thế nào. Gặp ngay ông lên muộn thì tôi xin phép là một nốt nhạc, gảy cái từng một phát tôi là một cháu sẽ lên bảng điểm số ngay. Hãy cùng chờ đợi. Ui giời ơi, bãi quả phụ này có ăn không? Vâng, có ăn không nhở? Thêm một ruộng nữa dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, nhận được 100 thịt tới từ game thủ Mạnh Hào. Không gặp ai là hơi đen nhá, không gặp ai là hơi đen đấy. Vâng, đây là BL thứ hai, như vậy là gặp Xuân Thứ. Vâng, Đinh Xuân Bù của chúng ta là người được cầm Roma. Vâng, như vậy là ở trong trận đấu này thì gặp Roman của game thủ Xuân Thứ và nhà là hơi xa. Hơi xa anh em ạ. Vâng, cũng có con ngựa giò. Thứ là cũng là một trong những game thủ có lối đánh vô cùng khó chịu.
Phía bên trong cánh đó chính là cầu thủ một Yamato của Vlớp. 21-28. Còn như vậy theo tin báo về thì Mạnh Hào sẽ là người dâng hàng. Chúng ta đánh theo kiểu đánh Hào dâng kiểu gì dâng vậy? Hào dâng 4A nhỉ? Vâng, nếu tôi nhìn không nhầm thì phải Hào dâng 3A thì phải. Vâng, trở lại với máy của nguyên thủ trung thể năm nay là 23-36. Hào vẫn xin lỗi anh em mà xẻ đang chứng kiến nhiều lắm. Đây rồi. Như vậy đây là bãi nông dân của game thủ Xuân Thứ. Vâng, máy từ nãy giờ mới phát hiện ra bãi nông hoàng của ông cũng hơi khó chịu với ông Thứ ạ. Hơi khó chịu từ ông Thứ rồi đấy. Vâng, mãi mới phát hiện ra được một bãi nông hoàng của Xuân Thứ. Trốn dân với cả chúng tôi này. Vâng, chém được cái ruộng này mà vào được trong bãi gỗ thì ui giời ơi. Một bữa tiệc liên hoàn xác kịp dành cho game thủ chim sẻ đắng. Đây là tình huống 7E của game thủ chim sẻ mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Không được. Không được. Thứ 7E trong. Ui. Vâng, bài thứ cũng rất đẹp các bạn. Ui giời ơi. Bài Roman của game thủ Xuân. Vâng, bài vâng, bài đây là bài à, xin lỗi em, đây là bài hình như là có tên đổi quân hay sao nhỉ? Yamato Roman. Hình như là Xuân Thứ cầm pan hay sao ấy. Vâng, đội bạn đổi vị trí rồi các bạn. Hình như Xuân Thứ là người cầm pan. Quýt mà là người cầm Roman trong trận đấu này. Quýt màu 2. Xin lỗi em. Như vậy là bài đấu của game thủ Xuân Thứ là một bài cầm pan đang kiểu mình Xuân Thứ cầm pan đúng không? Xuân Thứ cầm pan đúng không? Xin lỗi anh em, đội bạn đổi màu. Như vậy là trong trận đấu này thì Xuân Thứ là người cầm pan. Như vậy là bài đấu này là một bài đấu mà Pamidan của Xuân Thứ cũng cực kỳ mắc bình. Dã man tàn bạo. Bài pan mà dò lỗi một, vâng, một voi, một bãi của phụ. Vâng, tôi đến thần kinh mất ông Xuân Thứ. Vâng, đang khen ông đánh hay, quay ra ông dò lỗi nhiều đồ ăn như vậy thì chịu rồi. Vâng, chém rất tốt dành cho game thủ chim sẻ. Anh Lớp chạy đâu? Không có tình huống phải e. Hơi buồn. Vâng, 31-44 rồi, máy của Hồng Anh tham lại 51 ở hiện tại. Hồng Anh cũng ở tham cực kỳ mắc bình. Đây là vâng, đây là nhà của game thủ Cam Quýt. Thế trận đang tươi này chúng ta. Vâng, Mạnh Hào thì sao? 33-36. Vâng, Mạnh Hào đang chân dân được game thủ màu 2, game thủ Cam Quýt. Đây mới là người cầm Roman. Vâng, đây mới là người cầm Roman, game thủ Cam Quýt. Quýt bung rồi. Vâng, nhà Vlớp thì không có gì cả. Như vậy là chúng ta có Xuân Thứ cũng đã yếu, như vậy là chỉ còn mình Bi thôi. Vâng, bị bắn vào bởi cung đời của game thủ Bi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ây ạ, ây ạ, đau quá. Thôi 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 thôi. Vâng, tham lai đang là 33 dành cho Mạnh Hào ở thời điểm này. Sẻ tham lai là 36-44. Chúng ta đang có sẻ và Hồng Anh siêu khỏe. Và thế trận mặc định là tươi hơn dành cho chúng ta. Nhưng Bi cũng đang là người nở ra. Bi cũng đang người nở ra, có vẻ những cái bên kia thì U98 đang không thể cân được game thủ. Vâng, như vậy là Bi đang ở trên góc 12 giờ, chỉ có một mình Bi khỏe ở trong trận đấu này. Hãy cẩn thận bởi vì Bi là người cầm Sumerian, cũng là một loại quân lên đời 4 có thần. Vâng, 21-48, trở lại với máy của Hồng Anh, tham lại đang là 64. Hoàn toàn có thể là một tên tụ quân và ốp quân bởi vì chúng ta là lạc đà fan. Một đơn vị quân cực mạnh để có thể khắc chế lại những con cung đời ghẻ của Sumerian. Không có cửa cho Sumerian trong tay của Bi. Có lẽ rằng các game thủ của bên phía team Liên Quân Ego đang chờ đợi một tên đào đủ vàng tới từ game thủ BB rồi mới ốp quân chăng. Vâng, tôi đoán rằng ở thềm này thì chúng ta đang chiến thuật sẽ là vâng, giết hẳn những nhà vệ tinh và đợi khi BB đào đủ vàng thì chúng ta sẽ ốp một tên chân lực vào nhà của game thủ BB. Với lạc đà Pamidan trong tay của game thủ chim sẻ, nó rơi vào tầm khoảng độ 1 kích full. Vâng, nó rơi tầm khoảng độ 1 kích full. Và lạc đà tất nhiên rằng đã là chém 4 dành cho chim sẻ đắng. Vâng, những con cung đờ và những con cung đờ Sumerian không có cửa. Vlớp có tân năm y vào nhà của game thủ chim sẻ. Bỏ qua luôn. Vâng, bỏ qua luôn nhà. Vâng, y luôn. Bỏ luôn năm y. Vâng, bỏ luôn cũng được. Tôi nghĩ là nên bỏ luôn. Vâng, bỏ luôn nhà dành cho game thủ chim sẻ đắng. Ôm hết lạc đà lên nhà của game thủ Bi. Làm một tân ốc quân trần lực. Hồng Anh đi chưa? Vâng, 81-96. Hồng Anh, tôi nghĩ là Hồng Anh nên là một tân vừa bật 4 và vừa đánh theo kiểu ốp quân thì là đẹp. Bởi vì ở thời điểm này thì sẻ đang bị ôm bom ngược bởi vì game thủ Vlớp. Chúng ta có thể ốp một tên. Chúng ta có thể ốp một tên nếu như ốp bay được nhà BB thì thắng luôn. Còn nếu như ốp không bay, vâng, làm cho BB yếu, BB lên 4 muộn hơn so với Hồng Anh thì cửa thắng của chúng ta vẫn sẽ là cao hơn. Mạnh Hào đang đứng, vâng, đang đứng ở một vị trí quan trọng để chờ đợi. Vâng, game thủ chim sẻ lên và tôi nghĩ rằng Hồng Anh cũng phải đi lên. Cung của Hồng Anh có lẽ quan trọng không? Như vậy là Hồng Anh quyết định là đánh thủ chân lực ở nhà của mình. Để chỉ để cho cặp đôi của bên phía team Sparta, đó là Mạnh Hào và game thủ chim sẻ đang ốp quân thôi. Như vậy là hãy cùng đến với Mạnh Hào bởi vì Mạnh Hào là người cầm cung. Một bài đấu mà dâng có 3 thế được game thủ Mạnh Hào thôi.
Nhưng lạc đà của game thủ chim sẻ nắng đang rất đông, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Và màn máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Và dồn nó vào tường. Đây là tuần ốc quân của cặp đôi bên phía team Sparta. Chim sẻ đang là lạc đà chém 4. Vị trí tiếp xúc của sẻ đang không quá đẹp. Tỷ số là 3-1. À xin lỗi em, tỷ số là 2-1 chứ. Vâng, 2-1 xin lỗi em. Tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ bên phía team Liên Quân Ego trong trận đấu này. X-Watch xịt khử khuẩn ion kiềm công nghệ Nhật Bản. Vâng, đến với trận chống chung kết trong trận đấu thứ hai, Greg tới được game thủ Hồng Anh. Đội bạn là Pan Perfo. Và đội bạn nhìn trông có vẻ như còn vâng 3 tuyển, chúng mình có 2 tuyển anh em ạ. Chúng ta có 2 tuyển và con còn lại đó là con Summer của BB. Vâng, con Sumerian của Bi là một loại quân mà đánh đời 4 thì cũng rất được. Và gần như là tuyển nhất ở trong map đấu này rồi, cùng với Seang của game thủ chim sẻ. Vâng, đây là Seang của game thủ chim sẻ nắng mạnh hào Asian. Vâng, U98 là người được cầm Kata. Vâng, cuối cùng là Hồng Anh là người cầm Greg. Ngày hôm nay thì Hồng Anh vẫn đang chưa có trận nào thực sự đột biến. Vâng, ngày hôm nay thì game thủ Hồng Anh vẫn đang chưa có trận nào thực sự đột biến cả. Vâng, bởi vì đơn giản rằng là bài nó hơi xấu thì Hồng Anh. Và cộng với đó là cái phòng sông hơi tầm này chứ không phải tầm ba mấy 40 độ, nó mà khiến cho Hồng Anh cũng không còn cái gì để mà chảy nữa. Thì nhà Hồng Anh đang thi đấu chưa thực sự quá mắc binh. 9/12. Bảng 4. Vâng, đang đưa bảy hiệu đầu tiên về với nhà chính của mình dành cho game thủ Hồng Anh. Vâng, các game thủ khác giống như kiểu là chim sẻ, mạnh hào, U98 thì còn có cái để mà chảy, nhưng Hồng Anh thì tôi cũng biết là còn cái gì để mà chảy nữa. Vâng, rất quan ngại với Hồng Anh ở trong kèo đấu này. Và thông báo với anh em là ngày mai sẽ còn một kèo đấu nữa cũng đang đánh ở tại VX dành cho chim sẻ. Vâng, chim buồn nó sẻ. Vâng, 13/16. Bàn máy của game thủ Hồng Anh. Những bước dò đầu tiên của Hồng Anh thì có bảy hiệu đầu tiên rồi. 98. Như vậy trong trận đấu này thì Hồng Anh và 98 sẽ là hai game thủ kết hợp cùng với nhau cánh bên này. Còn cánh bên kia thì đó sẽ là đây là Hào. Cánh bên này sẽ là Hào và game thủ Hồng Anh kết hợp với nhau. Còn cánh bên kia thì sẽ là U98 và game thủ chim sẻ. Bộ đôi đã từng vô địch ở trên thể thức 22 cùng đội ASEAN ở trên đất Trung Quốc. Vâng, 98 cũng thể hiện được đẳng cấp của mình ở trong thể thức đánh 22 cùng đội AC. Vâng, ở trong thể thức solo thì em cũng thể hiện được đẳng cấp cùng đánh cung AC của mình, mặc dù chỉ thua Tiểu Tử Ngư với tỷ số là 3-0 về C thôi, 9-2 về trận. Vâng, đẳng cấp nhưng nó không cao lắm, bình thường. Kata 17/20. Vâng, thêm một bé nữa dành cho game thủ 98 ở thời điểm hiện tại. Bài đấu vẫn đang chưa quá đẹp. Quân ở trong trận đấu này chúng ta đang đánh giá là vâng cửa dưới 1 tỷ. Tôi nghĩ là đội bạn dễ đánh hơn một chút xíu. Khi đội bạn đang có đến 3 là quân tuyển, đó là Foper và Pan. Trong khi đó chúng ta có Seang AC của chim sẻ và mạnh hào, nhưng Kata vừa đích nó hơi cùi. Và đánh đời 4 thì chúng ta chỉ có một con xe đang trong tay của đội chim sẻ là có khả năng đánh đời 4 thôi. Trong khi đó thì bạn có Hot Thần Summer và cũng có những loại quân có đạp đôi, mặc dù không phải là đạp đôi tuyển. Vâng, và để sử dụng quạt điều hòa Davido thì cực kỳ dễ anh em ạ. Hết nước anh em có thể mở nắp bên trên rồi đổ vào, không như mấy loại điều hòa khác phải tháo bình bên dưới ra thì mới đổ vào được. X-Was dành cho ô tô, sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô không hóa chất duy nhất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ ion kiềm tiên tiến tại Nhật Bản, an toàn 100%. Sàn FPC Vlog đang là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình công cộng như khu văn phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn và các resort cao cấp vì sự sang trọng và trang nhã. Anh em có thể ghé thăm trang web vlog.vn để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Và công ty bất động sản Đất Xanh Duyên Hải hiện đang tuyển 100 nhân viên kinh doanh làm việc tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Yên, mức lương 5-7 triệu, nhưng hoa hồng thì trung bình lên đến 50-100 triệu đồng với nhiều chế độ đãi ngộ cực tốt. Thông tin liên hệ đó là 0383 455 888, hoặc các bạn có thể gửi email vào địa chỉ tuyển dụng a@dhdh.vn. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Và ở trong trận đấu này thì chúng ta đang đặt niềm tin vào Mạnh Hào. 26/28 là tham lai với Mạnh Hào trong trận đấu này, bởi vì các bạn có thể thấy động thái tới được chim sẻ. Vâng, sân lờ tới được sẻ. Động thái tới được game thủ chim sẻ là có vẻ như 98 là người ép đời cổ truyền chắc. 24 dân.
Hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, 9-3 lọc. Đánh chém để có thể cân bằng lại lợi thế ép đơn của Perpa. Nhưng như vậy là có vẻ như 98 sẽ là người ép đời cổ truyền, đúng là như vậy. Vâng, không đến nỗi cổ lắm, nhưng mà sẽ là bài đấu kích đời, có lẽ sẽ ở trong 11. Vâng, như vậy gặp luôn BB cầm Sumerian thì trong cánh nó sẽ là Perp hoặc Pan hoặc là vâng hoặc là Fo gì đấy. Trở lại với sẽ. Như vậy là dường như trong cánh của BB đó chính là game thủ với lớp là người cầm Pan. Vâng, nếu tôi nhìn không nhầm. Vâng, chắc là đúng thôi. Bỏ máy vàng vào. Nhưng thao tác đang hết sức chuẩn mực tới game thủ chim sẻ nắng công giáp. Bây giờ mới nâng giáp. Phát hiện ra được bãi hoang của game thủ với lớp. Nhưng chim sẻ nắng chưa chọc. Đợi có giáp mới chọc. Hơi lag. 25/32. Vẫn đang nín thở bóp cò để xem sẻ chém trận này như thế nào. Vâng, đây là những con đông dân của VLOP. Và xin lỗi anh em, đây là giò công giáp đầy đủ. Làm tạm 3 dân của lớp cháo gà tính sau. Đây là dân Pan. Vâng, đây là dân Pan các bạn ạ. Không, 4 dân của VLOP đâu phải nằm xuống. Và luôn nhớ rằng đây là dân Parmigan trong tay của game thủ VLOP. Một loại dân cực kỳ đắt tiền. 75 × 4, anh em tính hộ tôi cái 300 thịt của VLOP đã không cánh mà bay. Một tên chọc giò hiệu quả tới được game thủ chim sẻ nắng. Vâng, với Pan chơi tầm khoảng 18-19 dân, mất 4 dân cũng là cực tốn rồi nhiều lớp rồi. Mất thêm bán hoang nữa thì anh lớp cháo gà thì là người vâng ra đi ở trong trận đấu này. Ra đi về miền cát trắng, vâng của Quang Vinh. Một bài tủ của game thủ chim sẻ. Và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng game thủ về lớp có kịp vẩy e không anh ơi. Và vẩy e của game thủ chim sẻ. Vâng, lớp vào nồi rồi em ơi. 28/40. Không, lớp vẫn vẩy e được tình huống này. Sẻ mới đi vòng một tơn, tuy nhiên rằng lớp rất khó để có thể có được bánh xe. Vừa mới lên đời thì lấy đâu ra bánh xe à lớp ơi. Tiếp tục chém. Vâng, lớp sẽ lên bảng ở trong trận đấu này. Vâng, đúng một nốt nhạc thôi. Sẻ gầy đàn từng phát thôi là anh lớp lên bảng điểm số 29/40. Vâng, bây giờ sẽ là một A nhà A dành cho game thủ chim sẻ. Chuẩn bị sẽ có được bánh xe để có thể cung đờ. Vâng, bắn nốt cái bãi vàng này của VLOP để xem bên lớp chạy đi đâu. 29/40, 30 đàn của game thủ VLOP phế luôn trong trận đấu này. Một trận đấu đánh chém tương đối hợp lý dành cho game thủ chim sẻ. 31/40 trở lại với máy của U98. Như vậy là không phải là bài đấu mà U98 là người chết, bởi vì VLOP đang người nằm xuống rồi. Đánh tương đối chiến thuật dành cho chim sẻ đánh trong trận đấu này. Vâng, 98 lên đời không quá sớm. Chính vì thế mà game thủ chim sẻ đánh chém để giết hẳn con fan của VLOP để gây, vâng, để không có áp lực gì tới từ game thủ U98 cả. Thì 98 sẽ có thể chân lực để mà chém bi. Vâng, chân lực để có thể mà chém bi trong trận đấu này, bởi vì bi là người chủ lực duy nhất của game thủ bên phía đội bạn. 22/32, tuy nhiên lớp vẫn vâng ôm được game thủ 98 chết một vài con nông dân. Tương đối khó chịu. Vâng, tham lai còn có 19, 98 đánh mất cái gì vậy? Vâng, khả năng là sẻ vào luôn cũng được. Vâng, sẻ đang vào luôn cũng được em ạ. Sẻ vào luôn, sẻ chém về lớp không mất cái gì cả. Và tôi xin phép là sẻ. Hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng sẻ có thể lọt vào nhà về lớp hay không. Đây là tình huống 2-1 tới từ các game thủ bên phía team Liên Quân Ego. Vâng, liệu rằng Bi có đủ tay để bảy không? Đây tình huống bảy e cực kỳ khó chịu của game thủ chim sẻ nắng. Rất khó để Bi có thể bảy e. Bi vẫn đang cố gắng bảy. Bi với cả chúng tôi để vào. Không, Bi vẫn đang bảy được trong tình huống này. Nhưng cái ruộng này quá khó dành cho Bi. Chắc chắn Bi sẽ bị hùng nhà rồi. Vâng, vào. Nhưng đây là dân Sumer. Không dễ để cho chim sẻ nắng có thể vâng luộc hết được đạo của mình nhiều dần thế hả rồi. Nhưng tạm thời đánh bay được nhà chủ lực của các game thủ bên phía đội bạn. Sumerian đá bảy. Như vậy là ở trong trận đấu này đội bạn sẽ không còn chủ lực khi cánh bên kia đó chỉ là vẫn còn phô của Xuân, vâng, Đinh Xuân Thu nữa, quên mất. Hồng Anh tham lai 18. Vâng, Hồng Anh thì cũng không làm gì được nhiều cả. Vâng, đấy thôi. Vâng, cánh bên này, cánh bên kia thì sẻ vâng đang chém ưu cánh rồi. Nhưng Hào vẫn chưa ngon được. Ui. Vẫn chưa ngon được anh em ạ. Gì này? Vâng, như vậy là Xuân Thứ là người đánh chém bài cầm phô. Vâng, thế này thì Hồng, vâng, như vậy là Mạnh Hào cũng sẽ toa. Rồi, thế như vậy là tất cả cùng bay. Ok. Vâng, chúng ta đánh theo thế mà tất cả đều không có nhà. Vâng, đây là Quýt. Quýt cầm, xin lỗi anh em, như vậy là Quýt nhầm quân thế này nhở. Quýt cầm phô, xin lỗi anh em. Quýt cầm phô. Xuân Thứ lại là người cầm pơ. Vâng, xin lỗi anh em, đội bạn này đổi quân. Vâng, đổi quân anh em ạ. Đội bạn lại đổi màu. Xuân Thứ lại là người cầm pơ, Quýt là người cầm phô. Vâng, xin lỗi anh em, đội bạn đổi màu. Rồi, như vậy là quay trở lại với trận đấu này.
Timeline đang là 38/40 tới được game thủ chim sẻ. Như vậy là cánh bên kia thì đội bạn vẫn đang có con Phoenician của Gamquist đang khỏe. Vâng, có cung vâng, có cung R, còn Xuân Tứ thì đang rất đông lạc đà. Cái bên này thì đang có vẻ yếu hơn. Hào đang phải chạy dần nhông xích mạnh quang trên bản đồ rồi. 37/48 tạm thời chạy. Vâng, Hồng Anh thì trận này cũng không thi đấu nhiều lắm. Vâng, đây rồi. Nhưng có lạc đà luôn của game thủ Xuân Tứ đang ở đây. Vẫn đang chưa thể giải quyết được con Persia này các bạn. Vâng, đến với mạng máy của game thủ chính trẻ. Timeline đang là 34/40. Vâng, nhà của Quýt đang là rất xấu và sẻ. Vâng, luộc luôn đến nhà thứ 3. Sẻ chém đến nhà thứ 3 rồi anh em ạ. Vâng, và tôi xin phép là không, tờ này chưa chắc nhá. Quýt đang đứng ở một vị trí rất khó chịu. Quýt đang đứng, ui ôi. Rồi, đồng quát. Em xin lỗi. Vâng, em xin lỗi, thôi chạy. Đồng qua. Vấn đề là Hào phải giữ được, vâng, phải giữ được mạng trong trận này. Vâng, kết hợp cùng với Mạnh Hào. Vâng, chúng ta cùng chờ xem quân Mạnh Hào đang hơi ít. Tôi cảm giác rằng quân này chưa chắc đan được. Vâng, pha về e của game thủ chim sẻ. Quýt đang đen cả nhà gì đó để có thể bỏ chạy. Quân này cảm giác là ăn được không nhở? Vâng, ăn được không ta? Cảm giác là nó đang là 50-50. Cùng đời là AC Gian. Cố lên nào. Vâng, sẻ bắt đầu mất tham rồi. Nếu như để cho Quýt đỡ nhà được thành công trong tuần này thì vẫn tương đối căng đấy. Xem tham nào. Tham lại vẫn cân thôi. Tham lại vẫn cân nhưng vẫn như mà thực ra thì Quýt cũng không có cái gì cả. Vâng, tham vẫn cân anh em ơi, cố lên nào. Hào tham 33, cố lên. Vâng, cố gắng ra được quân đi. 600 gỗ thì mình Hào vẫn tìm chỗ nào mà vẽ ruộng đi nào. Vâng, đây là U98 tham lại 23. Vâng, 98 được phải cố gắng giải. Vâng, phải cố gắng để có thể quản chặt đi. Hồng Anh tham lại đang là 19 trong trận đấu này. Hồng Anh thì vẫn đang đánh theo kiểu vâng, gọi là đâm y là ôm bomber thôi. Chứ trận này chúng ta thấy Hồng Anh cũng không có nhiều tác dụng lắm. Trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Vâng, trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Timeline đang là 21/44. Sẻ thi đấu đang là rất rất tốt trong trận này rồi. Nhưng các game thủ, vâng, đồng đội của em thì đang là hơi yếu. Vâng, 15/48 rồi, sẻ lại mất dân ở đâu đấy rồi em ơi. Ai à, đau quá. Đau quá anh em ơi. Vâng, 16 tới được Hồng Anh. 25 tới được Mạnh Hào. Đội bạn thì cũng không có gì nhiều nhưng tôi đang có cảm giác đội bạn đang đông quân hơn so với chúng ta ở trên bản đồ. Và dường như là Quýt vẫn còn đang có ruộng nhà chính. Thế đang khoai. Vâng, sẽ là hai đều dành cho game thủ bên phía đội bạn. Xwatch xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Vâng, và bên máy của game thủ Hồng Anh. Trong khi đó đây máy của game thủ chim sẻ nắng, người cầm AC đi ăn. Vị trí là tương đối ổn rồi. Vâng, đây là Egypt của Mạnh Hào, rất ổn. Và cùng đây là U98 người cầm AC. Và những bước giờ đầu tiên của game thủ bên phía team chúng ta, cả bốn game thủ đều đã nhìn thấy bãi quả rồi. Bãi quả cũng là đẹp dành cho Hồng Anh trong trận đấu này. Và hôm nào mà thời tiết nóng bức khó chịu, ví dụ như là ở trong phòng thi đấu của VH bên phía team Liên Quân Ego mà nhà anh em lại có con nhỏ bị ho khó chịu, với quạt điều hòa bị khô mũi, thì quạt điều hòa Rapido là giải pháp thay thế số 1. Và sản phẩm vệ sinh không hóa chất Xwatch dành cho ô tô sử dụng mọi lúc mọi nơi, an toàn tuyệt đối với người già và trẻ em. Có thể vệ sinh trực tiếp trên ghế da vô lăng mà không gây bong chóc hay hỏng nội thất ô tô gì cả. Sàn FBC Vivalor được cấu tạo bao gồm 5 lớp giúp sàn có khả năng chống chịu với độ bền vượt bậc, giúp công trình của bạn thêm an toàn và vững chãi hơn. FBC Vivalor được nhận định là một trong những sản phẩm ốp lát nội thất hiệu quả và an toàn trong ngành. Ở trong ngành xây dựng thì sàn nhựa FBC được nhiều chuyên gia nhận định là giải pháp tổng thể về sàn bền thông minh bậc nhất hiện nay. Vâng, và những bước dò đầu tiên tới được game thủ Hồng Anh. Đến đấm thì quý chặt rồi, nhưng mà thực sự là hôm nay thì Hồng Anh vẫn không biết nó có phải là bài quá xấu không, nhưng Hồng Anh vẫn đang, vâng, Hồng Anh vẫn đang thi đấu chưa có nhiều sự đột biến đấy anh em ạ. Vâng, tặng cho Kami 500.000 cái gì đây. Vâng, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn Nobita Quyên. Hello tất cả anh em. Vâng, 13/16 là tham lại tới được game thủ Hồng Anh ở thời hiện tại. Chúng ta có game thủ U98 là người, ui. Vâng, Hồng Anh chưa có cái gì mà. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể trách được Hồng Anh nhiều. Vâng, bài đấu mà cứ hai vòng mà bản đồ mà không có cái gì thì cũng khó chơi. Vâng, ít nhất thì chúng ta có được một bấy nhiêu rồi. Còn trong khi đó đây máy của game thủ U98 sao? 98 bắt đầu có voi. Ừ, bài AC Real này của U98 nhìn có vẻ được. Chuẩn thì có lẽ rằng U98 sẽ người đánh chém trong trận đấu này để có thể bán máu cho chính thể ở phía bên trong cánh.
Đây sẽ là con voi thứ hai dành cho game thủ U98. Vâng, 18/20 là timeline tới được game thủ U98 và đôi voi vừa hiêu rồi. Vâng, gáy thì cũng không thể gáy được trong trận này anh em ơi. Trận quan trọng. Và tôi cũng không thể nói vâng cụ thể vâng về mặt đồ ăn được. Bởi vì em cũng nói từ đầu rồi. Tức là vâng, tức là tôi đang ngồi rất gần với các game thủ của bên phía team Liên Quân Vec. Tức là bất kỳ một điều gì nhắc đến về kể cả về mặt thế nhà này, vị trí sắp xếp hay là đồ ăn như thế nào, nó cũng sẽ khiến cho trận đấu nó bị ảnh hưởng. Vâng, nếu như mà tôi nói đồ ăn của các game thủ bên phía team Liên Quân Ego thì các game thủ bên phía đội bạn sẽ biết là nhà ông này giàu, ông kia nghèo, là có những phương án thi đấu. Chính thế rất xin lỗi mọi người là về mặt đồ ăn là tôi không nói được gì anh em ạ. Mặc dù là ở trong trận đấu này thì Mạnh Hào cũng đang rất giàu. Với bài đấu cầm Exit timeline đang là 22/24. Vẫn có bình luận thì cũng chỉ là bình luận thầm thì như thế thôi, chứ không nói to được, rất mong anh em là thông cảm. Và nếu như anh em nào thấy em bình luận chán thì em cũng xin lỗi. Không biết làm nào được cả. 24/18, đây là Egypt trong tay của Mạnh Hào. Có đây máy của game thủ chim sẻ nắng người cầm AC. Và một bài đấu khá nhiều voi để cho game thủ chim sẻ. Đây là con voi thứ hai. Và một đôi voi nữa dành cho game thủ chim sẻ. Rất ổn áp. Ổn áp nha anh em nha, bài đấu là tương đối ổn áp. Đưa những con voi về với nhà chính của mình. Ủa, rất nhiều voi cho game thủ chim sẻ. Vẫn 89/27 đồng dân. Kinh đấy à rồi. Được. Được anh em ơi. Và tần câu bao 3 voi tới được game thủ chim sẻ nắng. Hãy cùng chờ đợi xem. Tần đưa 3 voi về với nhà chính của mình tới được game thủ chim sẻ. Dân đã sẵn sàng rồi. Dân đã sẵn sàng. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Ngày xưa thì 3 voi nó là 2 like. Chứ bây giờ 3 voi nó không còn là 2 like nữa rồi. Sẻ đã có từng có những tình huống. Vâng, sẻ đã có những tình huống cầu 5 voi về với nhà chính của mình. Còn game thủ xi măng đã có tình huống câu đến 6 voi về nhà chính của mình. Và thậm chí là đến Mid Juliet cũng đã từng câu 4 voi về nhà chính của mình. Nên thực ra cái tình huống câu 3 voi của sẻ nó cũng là bình thường. Nhưng nó đang cho thấy một điều rằng bài của sẻ đang đẹp. Mạnh Hào sao? 26/32 tham lại tới từ game thủ Mạnh Hào. Vâng, Hào cũng đang đóng nhà điều kiện. Ui, map đấu đẹp dành cho chúng ta nhá. Ngon. Map đấu có vẻ đẹp dành cho chúng ta. Lên đời dành cho Mạnh Hào. Mạnh Hào cũng đang thi đấu rất tập trung ở trong trận đấu chung kết. Và kích đời 10/31/27 đông dân dành cho Mạnh Hào. Hồng Anh ép đời cũng vẫn không đột biến lắm, 14/1 thôi. 98 kích đời rồi. Chúng ta hãy cùng đến với U98 để xem U98 chém trận này như thế nào thôi. Hello tất cả anh em. Vâng, 26 là tham lai tới được game thủ U98. Bắt đầu đầy con ngựa giò đi. Một bài đấu như tôi đã nói thềm đầu là 98 mặc định sẽ là người đánh chém trong trận đấu này. Mặc dù là cầm vâng, mặc dù là cầm AC đàn, nhận được chim sẻ nắng 85 thịt để có thể có được con ngựa giò cũng đầy đủ. Chọc cho nó bay. Vâng, chọc cho nó bay anh em ạ. Vẫn còn nguyên một ba cọc phụ ngon. Đây là nhà của ai đây? Đó là nhà của game thủ. Chúng ta cùng chờ đợi. Vâng, đây là hai bài đá chứ không phải là nhà của Gam Quýt anh em ạ. Đây là hai bài đá, anh em nhìn trên bản đồ con thì tưởng rằng chúng ta đã gặp màu 7 Gam Quýt nhưng không phải. Vâng, đây là bài đá chứ không phải là màu. Vâng, đây là bài đá chứ không phải màu 7. Một lạc đà, vâng, như vậy là màu 8 tới được game thủ Beauty người cầm Sumerian. Về lập đầu. Hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ người đánh cung, ai sẽ người đánh chém tới được game thủ của bên phía team Liên Quân Vec trong trận đấu này. Vâng, đi xa vãi trưởng rồi. Ôi. Vâng, như vậy là V-Lớp là người đánh cung ở phía bên trong cánh. Còn cung T đã phát hiện ra được con ngựa giò của game thủ U98 nên có lẽ rằng là tôi nói cũng không có gì. Vâng, nói chung là nó không có gì lộ nữa cả. Phát hiện ra V-Lớp đánh cung, nhưng đây chắc chắn là một con Egypt trong cánh tới từ game thủ V-Lớp. Ở đầu cánh có vẻ như game thủ U98 đã bỏ qua mất nhà của game thủ M8 BB ở có lẽ là rơi tầm khoảng ở vị trí góc 6 giờ. Con ngựa giò này cũng chỉ khiến cho game thủ V-Lớp gọi là mất tay một chút thôi. 28/44. Vâng, đánh tạm thời đánh thủ, chưa có nhiều sức đột biến lắm tới từ U98 trong trận đấu chung kết. Trong khi đó đây là máy của game thủ Hồng Anh. Tham lai là 25/40. Một bài đấu cầm Minoan đối đầu với game thủ màu 6. Ăn được con ngựa giò của Xuân Thứ người cầm Babylon. Ổn. Vâng, đây là sẻ. Vẫn đang khỏe thôi. Và đây Mạnh Hào vẫn khỏe. Vâng, trở lại với máy của game thủ U98. Vâng, 98 luộc tạm 3 dân của game thủ V-Love. Vào. Vâng, nhà của V-Love nhà hơi
nhưng mà lớp đá bò, vâng, lớp đá bò bé nhỏ nhỏ rồi. Tuy nhiên rằng đánh như thế này nó cũng sẽ khiến cho Vlove cực yếu. Vâng, 98 đang đánh tạm thời ở điểm này, đang có thể nói là hay. Lớp đang mất 4 dân ở điểm đầu tiên, và điều quan trọng đó là lớp không thể ra được ruộng để có thể phát triển khỏe. Trong khi đó thì hai cung của chúng ta ở phía bên trong nó vẫn cứ là ngon. Ôi, vâng, như vậy là lọt. Vâng, vẫn đang là lọt anh em ạ. Nhưng đây là dân sự AC Đan, vâng, đâm chết luôn. Tuổi gì? Vâng, chỉ nắm bỏ qua luôn nhà của game thủ vì và ông này không coi ai ra gì rồi anh em ạ. Hay quá em ơi. Vâng, chỉ nắm đang vâng cho tất cả khán giả thấy rằng là tôi bỏ qua luôn nhà Bi. Vâng, chém luôn nhà của lớp có được không anh em? Vâng, bỏ qua luôn nhà Bi và chém luôn nhà của game thủ với lớp. Rồi chém thẳng thẳng trong cánh. Đây là chim sẻ đáng xe bắn em ơi. Vâng, sẻ bắn bay vàng, vâng, sẻ bắn hộ bay vàng cho game thủ 98. Vâng, còn đây là nhà của game thủ Cam Quýt. Đừng chạy dẫn Quýt ơi. Rồi ôi, mưa nghe thính lắm. Mưa nghe thấy tôi bảo là Quýt bị ăn dân nhắc ngay. Mưa nhắc hay quá ơi. Chết sạch dân dành cho Cam Quýt ở nhà chính của mình. Quýt với cả chúng tôi. Còn bãi gỗ. Ôi không, nhưng bãi gỗ thì Quýt, vâng, Quýt mà còn không để ý bãi gỗ nữa thì tôi cũng thần kinh mất tôi. Thôi được rồi, vâng, cho người ta chạy bãi gỗ một trận đấu khá hơn dành cho game thủ U98. Đánh cho Vlove không khỏe, ăn được bãi ruộng ở nhà chính tới được game thủ Cam Quýt. Và tất nhiên là thế trận vẫn đang hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đây là cung đường của game thủ Vlove đẩy đi. Nhờ trong trận đấu này thì chim sẻ đang đang quá khỏe rồi em ạ. Quýt, vâng, 58/68 là tham lại đội game thủ chim sẻ đắng, một bài nở tham cực kỳ mắc bình dành cho đội trưởng của team Liên Quân Ego. Vâng, quá mắc bình dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này, và hào cũng cực khỏe, 46/80, một thế trận không cửa thua. Vâng, tầm này mà thua thì tôi thề với bạn, tôi xin phép chặt đầu cho anh em đá bóng được rồi, không cửa thua. Vâng, đây máy của game thủ Hồng Anh 26, Hồng Anh đang đối đầu với game thủ Xuân Thứ. Vâng, Hồng Anh đã đối đầu Xuân Thứ và Hồng Anh trận này vẫn cứ hơi yếu hơn Xuân Thứ thế nào nhỉ? Vâng, hơi buồn anh em ạ. Hồng Anh vẫn đang chưa thể chứng minh được cái đẳng cấp của mình ở trong sới top 1. Vâng, cố gắng hú được một con lạc đà thôi. Vâng, làm được một con lạc đà thôi là con kia ơi, Hồng Anh ơi. Không, như vậy là lạc đà của game thủ Xuân Thứ chạy đi rồi, trở lại với máy của game thủ chim sẻ tham lai đang 69/84. Vâng, sẻ cứ bo quanh nhà của Hào cho nó chắc. Vâng, thế nhà này nó hơi rộng dành cho chúng ta. Trong khi đó đây là máy của game thủ 98, một trận đấu mà 98 vẫn đang thi đấu có cái gì đấy rất hay. Tôi cảm giác rất tự tin tới đường dài để phá vé tuyệt vời của game thủ 98. Vlove vào rồi thì hôm nay xịt luôn tân cung đờ. Không có một cung đờ nào của Vlove có thể sống sót ở trong pha đấu vừa rồi. Và bây giờ thì có lẽ là vâng lạc đà của Bi thì chạy thôi. Không, như vậy 98 quyết định quay lại xúc luôn, nhưng mà lượng quân của em thì ít hơn. Chạy. Tham lai là 30/28. 98 vẫn đang đỡ nhà quá hay. Một trận thi đấu mà U98 đã chém khá tốt rồi. Vâng, để cho chim sẻ khỏe. Và bây giờ thì vâng, cái anh em xê ra đấu trường này sẽ dành cho chim sẻ. Vâng, đấu trường này sẽ dành cho chim sẻ. Tham lại là 82/108. Vâng, đây máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào cũng thi đấu tốt. Vâng, luộc tạm được bãi vàng của game thủ Xuân Thứ, nhưng ở nhà thì Hào cũng bay luôn bãi gỗ. Vâng, 50/108 là tham lại tới được Mạnh Hào thôi. Nhưng chúng ta có một chim sẻ đáng khỏe nguyên và how to đỡ chim sẻ trong trận đấu này dành cho các game thủ của bên phía team Liên Quân. Biết Hào nâng cái giáp đi anh ơi, giáp đi Hào, nâng cái giáp 2 đi anh ơi. Vâng, Hào đánh không tìm nâng giáp 2 nữa. Chém màu 7 đông thế à rồi. Vâng, tham lai của Hào vẫn là 47 rồi, ít ra có con giáp 2 cho Mạnh Hào. Hào đang đỡ nhà hơi chảy một tí. Ui ôi, thôi đồng đây là đồng nhá. Thôi được rồi. Vâng, các ông không phải hú, được rồi. Chúng tôi đến đây được chưa? Vào hết đây. Nói tên cho nó vương. Xẻ đây. Vào nữa đi. 92/104. Bao nhiêu cho đủ ở trong tình huống này? Đây là cung đờ, vâng, AC đàn giáp 4. Vâng, vào hết đây. 92/104. Nữa. Nữa đi. Có cả ông anh ở đây rồi. Vâng, làm gì có cửa hô vào ở thời điểm này. Quýt. Làm lại Mạnh Hào không? Xong Hào giữ dân yếu thế à? Trời ơi, anh trai ơi. Vâng, 40/108. Vâng, nói chung là không có cửa thua rồi. Nhưng mà Hào, vâng, đỡ tham. Vâng, mất tham hơi nhanh so với quyết định em ạ. Phá 7E của game thủ chim sẻ. Phá 7E. Cắn nó, dò mau nó vào. Cắn với cả chúng tôi đây. Cắn này, dò mau nó vào. Cắn này, 95/116. Vâng, xích cổ càng thiết vào, không có một con chém nào để chạy thoát.
Vâng, cắn với cả chúng tôi này. 97/124. Còn gì nữa không? Quyết chưa? Vâng, không, lạc đà của Bi. À không, vẫn còn Bi ở dưới góc 6 giờ anh em ạ. Vâng, bây giờ dí ba kích cung đờ và cho nó hiểu. Tham lai. Không, Egypt của lớp vẫn đang to nhá. Egypt của lớp vẫn đang to anh em ạ. Tham lai vẫn đang chỉ đề 64 rồi, anh em cần phải cẩn thận. Vâng, vẫn cần phải cẩn thận bởi vì V-Lớp đang tương đối to. Vâng, V-Lớp đang tương đối to anh em ạ. Tham lai là 107 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, trong khi đó đây máy của Hồng Anh, tham lai là 34. Ôi giời ơi, khỏe lắm anh em ơi, thoải mái đấy. Rồi, Mạnh Hào trận này vâng hơi yếu một tí. Vâng, trở lại với máy của game thủ chim sẻ thôi. Chúng ta cùng chờ đợi xem là game thủ chim sẻ sẽ vâng giải quyết game thủ V-Lớp như thế nào. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem ở trong trận đấu này sẽ giải quyết V-Lớp như thế nào nhá. Hãy cùng chờ đợi. Vâng, chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa Hồng Anh. Một lượng quân, vâng, một lượng quân rất lớn với đội game thủ Hồng Anh đang chạy xuống góc vâng 9 giờ. Và đây máy của game thủ chim sẻ. Tham lai là 127, 53 dân, 100 vàng tới đội game thủ V-Lớp thôi. Thực ra thì lớp là người chưa, vâng, chưa đào vàng. Hãy cùng chờ đợi, 98 đang mon men. 98 đang mon men. 98 đang mon men, lượng lạc đà của game thủ B vẫn đang rất đông anh em nhá. Lượng lạc đà của game thủ B đang rất đông, sẽ cần phải đi quân, cần phải gọi Hồng Anh đi cùng. Cần phải gọi Hồng Anh đi cùng. Hào vẫn đang khỏe thôi. Vâng, 137/164. Hào đi cùng thì đẹp quá. Hào đi cùng thì đẹp quá anh em ạ. Vâng, tôi chết rồi anh em ơi, đừng để tôi bị chặt đâu. Vâng, anh em ơi, đừng để tôi bị chặt đâu. Vâng, đừng để tôi phải chặt đầu anh em ơi, cố lên. Vâng, 133/164, đây là chung kết ở trong trận đấu thứ hai. Tuần Âu Quân, sự kết hợp giữa game thủ Hồng Anh và game thủ chim sẻ đi nắng. Và tuần này đâu cái nguyên một kích ở đằng sau nữa. Đó đi. Vâng, 134. Nhưng mà cẩn thận nha, lạc đà bi đông đấy. Lạc đà bi đông nhá. Giải quyết lớp nhanh nào. Giải quyết lớp nhanh trước khi bi đến. Giải quyết lớp. Vâng, giải quyết lớp nhanh trước khi bi đến. Vâng, đây là tuần. Vâng, vâng, đây là tuần Âu Quân của game thủ bên phía đối bàn. Vâng, 130. Tuần này thiêu rồi, hai bên cùng thiêu thôi. Vâng, lạc đà bi đang rất đông em ạ. Vâng, nhưng đây là máy của game thủ U98. Vâng, đây là máy của game thủ U98 nha anh em. Vâng, 28/40. 98 vẫn đang cố gắng để có thể cá gì ở chân của game thủ V-Lớp. Rồi, được. Vâng, 98 vẫn đang vâng, người nhỏ thì làm việc nhỏ anh em ạ. 28/40. 98 đã móc được rất nhiều dân của game thủ V-Lớp ở phía trong, phía đằng trong rồi. Vâng, chim sẻ tham lai đã là 120. Vâng, Hồng Anh tham 6. Vâng, đây là 87/164 tới được game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào cũng đang chuẩn bị cơ cấu để có thể lên 4 rồi. Sẻ để chuẩn bị vâng mang hot ra bắn. Vâng, sẻ để chuẩn bị mang hot ra bắn. Vâng, theo tin báo về là các game thủ bên phía đội bạn vẫn đang cố lên đấy. Vâng, các bạn, các game thủ phía đội bạn cũng đang cố lên. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, turn hot tiếp theo, vâng, turn hot của game thủ chim sẻ sinh ra thì liệu rằng là V-Lớp sẽ đỡ nhà kiểu gì. Vâng, 131/176 là tham lai tới từ game thủ chim sẻ. 60k anh em đang xem, mọi người có thể like xem nhiều hơn nữa cho chim sẻ được không ạ? Vâng, trận này phải thắng. Vâng, trận này phải thắng. Vâng, lâu rồi, lâu rồi. 137/172. Vâng, như thế này thôi cũng là đủ rồi. Bây giờ thì giết tạm bi trước. Vâng, giết tạm, vâng, giết tạm bi trước không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, xúc tạm được tân lạc đà của game thủ BB. Và bây giờ thì có lẽ là xúc, vâng, xúc vào nhà của game thủ BB luôn. Vâng, hãy cùng chờ đợi Mạnh Hào nào. Vâng, Hào. Vâng, vậy em bắt nốt tân của lạc đà của game thủ Xuân Tứ. Vâng, tới từ Mạnh Hào trở lại với tân ốp quân của game thủ chim sẻ. Cổng như vậy là V-Lớp sang cứu. Thế đi lùi. Vâng, thế đi lùi. Lùi thôi, lùi thôi, lùi thôi. Vâng, một hai con lạc đà đấy không, không sợ. Ây à, đông thế à, trời ơi. Vâng, 141/200, đông vậy thôi, vậy thôi, 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 em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chạy, 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 chạy. Vâng, kinh quá, kinh quá, kinh quá, kinh quá. Kinh quá. Vâng, kinh quá anh em ạ, 138, U98, tham lai 33. U98 vẫn đang thể hiện mình là người tàn chứ không phế. Em vẫn đang bay, đánh bay được nhà cái thủ 7, cam quyết. Vâng, cam quyết là người cầm Greg trong trận đấu này. Vâng, trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Vâng, chuẩn bị mang hot để bắn xuống nó rồi.
Vâng, chuẩn bị để bắn mang hot để bắn chúng nó. Vâng, Mạnh Hào cũng là người chuẩn bị, vâng, đang có đạp đôi. Năm nay đang là 98-172 thôi. Tới từ game thủ Mạnh Hào. Trở lại với màn hình máy của game thủ chia sẻ, bắt đầu nâng công cho đạp đôi. 144. Rất căng thẳng trong trận đấu này. Nhưng Tham Lai là đè rất mạnh dành chúng ta. Vâng, về lớp. Rồi, ok. Tham Lai mới đang đè 6-4, anh em bình tĩnh nhá. Chưa thắng, mới đè 6-4 thôi, anh em bình tĩnh thi đấu. Vâng, bình tĩnh với thi đấu rồi. Egypt của VLUB đã lên 4 xong rồi. Nhưng mà chúng ta là cả, vâng, chúng ta là cả Egypt và cả AC lên 4 cho nó mát. 151-200, Tham Lai đè rất mạnh đây chúng ta. Vâng, cứ giải quyết ông Bi tính sau. Ông Bi là cái ông mà lên 4 đánh hot tần thế này. Vâng, ông Bi là ông lên 4 đánh hot tần, ai nữa. Vâng, trở lại bên máy của game thủ 98, Tham Lai đang là 37. Vâng, vẫn đang bị Bi chém lạc đà, ổn lạc đà Bi đông thế. Có định lên 4 không đây Bi ơi, đông lạc đà thế rồi. Vâng, Tham Lai. Vâng, 94 dần đưa game thủ chia sẻ. Tham Lai đã được Hồng Anh, Tham Lai là 3. Thôi, trở lại với máy của game thủ chia sẻ. 161-200 là Tham Lai của chia sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và khi mà lớp không có đạp đôi, lấy gì đó. Vâng, tầm này với lớp đang chưa có đạp đôi thì lấy gì để có thể đôi nhà cho game thủ BB khi Bi chưa lên 4. Và Bi không có cung đờ để đôi nhà. Bi chạy đấy. Chúng ta cùng chờ đợi. Bi đứng im ở trong tình huống này rồi. Đứng im. Chúng ta cùng chờ đợi. Bi phải chắc là đứng im. Bi buông rồi chăng? Bi buông rồi chăng? Bi chết rất nhiều dần. Bi buông rồi. Bi buông rồi chăng? 172. Bi buông rồi các bạn. Vâng, như vậy là chỉ còn một mình với lớp thôi. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem. Bi chết rồi. Bi như vậy là về lớp mang đạp đôi sang đỡ. Một con đạp đôi ra. Không đỡ được đâu. Vâng, Tham Lai của game thủ cầm AC Lan là 180. Vâng, bây giờ thì mình mới có nhiều đạp đôi, khá đạp đôi sang rồi anh em ạ. Ô, xẻ đây. Ô, ô. Tuấn ơi, nhỏ Tuấn ơi, nó nhỏ tôi. Rồi ôi, ông Tuấn này mồm thì to. Vâng, đây là Tuấn lọt nhà tới từ game thủ chim sẻ nắng. Lớp vẫn chưa để ý đâu. Không, lớp vẫn chưa để ý, hứa. Lớp vẫn chưa để ý. Hay quá lớp ơi. Vâng, một tên cầm chủ lực tuyệt vời đã được game thủ với lớp. Tuyệt vời. Ôi, vẫn chưa để ý đây. Vâng, lớp vẫn chưa để ý luôn. Vâng, chết hết hai quanh ruộng tới từ lớp chào gà rồi anh ơi. Vẫn không để ý một tí gì mà bây giờ thì không còn dân nữa. Dành cho với lớp. Vẫn chưa quyết. Vâng, tôi cạn lời và bây giờ thì vẫn chưa quyết định chịu. Tỷ số lớp 2. Vâng, 1-0 VC dành cho chúng ta. Vâng, một trận đấu rất tuyệt vời giữa game thủ bên phía team Liên Quân Ego. Vâng, sẽ có CL chung kết 1-0 VC trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Xwatch, xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé.